Hôm nay chia sẻ cho các bạn làm cây siêu nhí nha, cây bỏ túi luôn các bạn. Thì cây này là cái rễ của cây sâm núi. Cây này mình cái rễ mình gieo cũng khá là lâu rồi các bạn. Hôm nay nó cũng đẹp rồi đó. Mình sẽ lấy nó ra mình cắt bỏ rễ đi, cắt bớt đi để mình trồng vô cái chậu nhỏ xíu này chơi các bạn ha. Thì các bạn chơi mà dạng mini mà siêu mini á, mình tận dụng những cái rễ đẹp đẹp các bạn. Mình đem đi dâm lại ha. Một thời gian thì mình có để mình chơi cũng được. Đó. Cái chậu này thấy cũng vừa luôn các bạn. Sâm núi thì nó là một dạng cây mà rất là dễ để ép chậu nhỏ, chậu cạn nữa các bạn ha. Mình thích nó cái chậu đó tại vì cái rễ nó phát triển rất là chậm so với những cái dòng khác. Nên nếu mà các bạn chơi mà chậu nhỏ đâu á thì sâm núi là cũng là một cái lựa chọn rất là hay luôn. Nó sống cũng rất là bền. Thì cái lớp ở dưới mình để một cái lớp đất cho nó hơi bự một chút nha. Ở trên thì mình chơi đất nhỏ. À, chậu lớn chậu nhỏ gì cũng vậy các bạn cũng cần phải có một trình tự như vậy, ở dưới là thoát nước tốt, ở trên là nó hơi mịn một chút xíu để cho nó ôm cái rễ các bạn đó. Tiếp nữa là mình đổ một cái lớp cát hạt to ở trên để chút xíu mình đắp riêu các bạn. Thì làm xong á, các bạn mà muốn cho đất nó dẻ xuống nó ôm sát rễ mình lấy cái ca mình nhúng vô đó, mình nhúng vô cái mình lắc lắc này nè cho cái đất đảm bảo được là cái đất nó ôm sát vô cái rễ thì cái cây mình nó mới ok được các bạn. À, thì tới đây các bạn nào thích mà chơi rêu á thì mình có thể lấy rêu mình đắp lên. À, cái công dụng mà để đắp rêu thứ nhất là mình trang trí cho nó đẹp mà. Thứ hai nữa là nó giữ ẩm cái trong thời gian ban đầu á, cái giá thể mình nó cái cây còn mới á, mình giữ ẩm cái giá thể cho nó luôn trong tình trạng có ẩm ha. Thì nó sẽ cái cây mình nó phát triển ổn định hơn các bạn. Với lại đắp rêu lên nữa nhìn cái cây nó xinh hơn nữa. Đó. Thì rêu thì các bạn nhớ cái lớp ở trên cùng các bạn chọn một ít đất cát mình phủ lên nha. À, tại vì rêu nó đất đất nung á, thì nó to quá nên nó không có cái đủ độ ẩm cho rêu chơi một lớp cát ha. Nên thì mình thấy giá thể này là rất là tốt cho rêu phát triển các bạn. Thì bây giờ là mình đã có một cái cây siêu nhỏ ha, siêu bỏ túi luôn. Thì sâm núi hoặc là mai chiếu thủy sâm hương rồi các bạn có thể nha, chơi theo cái dạng này được đó, làm cây nhỏ nhỏ để làm bằng tay đồ chơi các bạn ha. Thì để mà giữ ẩm để mà cho nó qua trong thời gian ban đầu các bạn ép chậu cắt rễ thì mình nên lấy cái ly hoặc là cái bao ni lông để mình chùm lại mình để cho mát đâu đó tầm 1 tuần thì cây sẽ ổn các bạn.